hai cái chân đi giống như là con hải cẩu với các bạn, giống như là con hải cẩu ở biển này. Leo lên xe, coi thử chị leo lên xe á. Đó, vịn lên. Rồi đu đu cái người lên để đi về. Rồi chị về đi ạ. Đó. Rồi Tuấn Dương cũng xin cảm ơn cô Minh ở Canada và cảm ơn bác KT đã giúp đỡ nhân vật nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong video clip kế tiếp ạ. Cô này đang bị cô chân cô bị sao ta? Chắc cô đau chân quá. Cô đi cô lết cái chân xuống, chắc cô đi bán vé số đấy. Trời, hai cái chân này khỏeo khỏeo ạ. Ôi, hình như cái chân của cô bị hình như mình nghĩ là cô bị bại liệt thế sao ấy. Sẽ coi cô xuống, cô bò xuống, cô bán vé số ạ. Cô bò dưới đất cô đi này. Vậy là cô phải bò, gọi là đi đó, cô mời mọi người mua vé số đó. Đó, cô phải bò lết để đi bán vé số đó các bạn. Có vẻ như là cô này cô ấy bước xuống rất là khó khăn. Đấy, các cái người mà đi khám bệnh, những cái người đi khám bệnh cũng mua ủng hộ cô, để mua ủng hộ một tờ này. Đó, rồi cô lại đi sang các cái bò, sang các cái bàn khác để cô ấy mời tiếp, cô mời các cô chú này ủng hộ này. Đó, cô nói là anh ơi mua ủng hộ em tờ vé số. Đó. Thì, mình sẽ tìm hiểu cô ấy kinh doanh như thế nào, rồi sau đó mình sẽ hỏi chuyện và giúp đỡ cô nhé. Đó, cái chân này cứ lết đi. Cô lại đang bò lên cái xe. Là Tuấn Dương thấy là cái chân của cô bị liệt. Đó, giờ cô này đang tìm cách để chống, để leo lên xe để đi bán tiếp. Thấy cái hoàn cảnh của cô cũng rất là tội ạ. Bây giờ mình sẽ hỏi chuyện cô nhé, xem là hình như xem cô đi chắc cô sẽ đi đến cái quán cà phê kế bên.
Đó, trời nhấc cái chân này đi thấy hơi bị khó khăn. Tờ vé số cô ấy, trên tay vẫn đang cầm tờ vé số cô luồn qua chân, chắc luồn qua để lấy hên đó, luồn đi luồn lại để cho chắc là để gặp may mắn quá. Đấy, cô lại tiếp tục mời các cô bác anh chị là xem có ai để mua vé số phụ cho cô ấy không. À, cũng có những người không có mua, cô cảm thấy chán, hình như cô vứt xuống sàn rồi. Đó, giờ cô đi. Rồi, giờ chắc cô sẽ đi sang cái quán kế bên. Đây để xem mà đây coi coi đây coi à chúng không sao ai dễ không được mười ngàn đâu. Đây chị đang thì chị sẽ đi xuống xe, chị bán vé số này, mời chắc là mời khách. Bỏ hai cái chân đi giống như là con hải cẩu ấy các bạn. Giống như là con hải cẩu ở biển này. Rồi để xem cô ấy mời những cái người khác đi mua vé số ra sao ạ. Vậy là cái chân này không có đứng được các bạn, chỉ có bò thôi. Đó, bò tới từng bàn và mời mọi người mua vé số, nhưng mà cũng có những người thì họ từ chối, không có mua. Có một số người lắc đầu, nhưng mà mình quan sát kìa, cái chú kia cũng có chân tay, chú cũng đi bán vé số, như vậy là bị bán vé số bị cạnh tranh rất nhiều á. Có những người bị đi bán vé số bị cạnh tranh quá. Đấy, mời hai người rồi hình như chưa có ai mua. Có vẻ cũng nhiều người họ cũng không quan tâm. Nhưng mà thực sự ra là do có quá nhiều người bán đó các bạn. Đây cái ông chú này cũng đi bán vé số này. Đó, quá trời người bán luôn. À, mình quan sát ở đây thì có cỡ cả chục người bán ấy, mà họ cứ đi dạo đảo tới đảo lui. Đây quá trời người bán vé số luôn. Đây là vé số cao rồi chứ. Cao. À trời. À 50 nè. Đây là của em nhưng mà được. Vé số cao, quá trời người mua bán vé số. Các bạn nhìn ở bên kia những cái cô bà mang nón ấy, là các cô cũng đang bán vé số đó. Đây là những người bán vé số bị cạnh tranh rất nhiều. Cô đi bằng hai tay kết hợp với bò chân đó. Đó, để tuần trước quay để cô bác anh chị thấy được cái sự vất vả của cô khi mà cô đi bán vé số nhé. Rồi, chào chị. Chị có mệt đâu? Mệt á? Thế lấy ghế chị ngồi nhá. Ngồi được ghế không? Không ngồi ghế á? Sao không ngồi được ghế? Leo khó. Rồi, chào chị. Chị ơi, chị... chân chị bị sao ấy chị? Bị sốt bại liệt hồi nhỏ. Sốt bại liệt hồi nhỏ. Bây giờ không có đứng dậy đi được ạ? Lên. Đấy,
Thì cho em biết là năm nay chị bao nhiêu tuổi? 42. 42. Là có chồng con gì không? Không á. Sinh gái thì xong lấy chồng. Dạ ai ơi. Chân bị thế từ năm nào rồi? Từ 2 tuổi. Từ lúc 2 tuổi đến nay. Chị tên là gì chị? Phan Thị Quý. Phan Thị Quý, à, quê chị ở đâu chị? Phú Yên. Ở Phú Yên. À, thì bán vé số này bao nhiêu năm rồi? 7 năm rồi. 7 năm rồi. Thì bây giờ mình ở trọ ở Sài Gòn đấy chứ? Đó, đường Cao Đạt ạ. Trọ ở đường Cao Đạt. À, một ngày giờ chị bán được bao nhiêu tờ vé số chị? 150. 150. 150 được nhiêu tiền? 180.000. 180.000. Tiền nhà hết 30. Tiền nhà hết 30. Thì còn 150 ạ? 150 tiền ăn nữa con, cha má chồng. Còn khoảng 100 đúng không? Tháng dư 3 triệu. Đó, tại cái tay bị đau bao tử rồi nữa, cái uống thuốc. À, tay bị sao ở đâu rồi chị? Đây nè, đi cái nó tơ nè. Đi chống biết cái nên hút lăng nè. À, chị chống cái tay để mà... cứ động á. À, để cứ động. Nó rút, nó liệt cái tay. Và... tay đây còn. Đây không có. À, bị một tay là khó cử động, còn tay kia thì bị co rút và trả tiền luôn á. Thế là bao lâu chị về quê một lần? 3 tháng. À, hôm nay chị lấy nhiêu tờ vé số? 150. Đã bán được bao nhiêu tờ rồi? Bán được 100 mấu, còn 40. Còn 40 tờ. 42 tờ. 42 tờ. À, 42 tờ thì bà bán chừng nào hết? Khoảng 11, 12 giờ. Khoảng 11, 12 giờ là bán hết. Bán hết sau đó về nghỉ à? Thì chiều có đi bán được không? Vậy là ngày bán từ mấy giờ đến mấy giờ? À, 4 giờ khuya dậy đi. 4 giờ khuya dậy đi. Bán đến... 11 giờ, 12 giờ về tới nhà. Giờ bán xuống. Xuống tí với chỗ nhà thờ chợ quán á. Nhà thờ chợ quán quận 5 bán không? Quận 5, xong rồi về nhà đường Cao Đạt á. Vâng. Thì chị có bà con hay là anh em gì ở quê không? Ở quê vừa con mẹ. Mẹ này 83 tuổi. Thì mình mẹ thì ai nuôi? Mẹ giờ ở với thằng cháu. Ừ, cháu là cháu con nhà ai? Con anh. Con gì anh? Hôm nay ở dư cô. Thì bao lâu chị về quê một lần? 3 tháng. Tại đi nó bớt tay nè. Đi bớt này. Thế rồi mình có được tiền trợ cấp hàng tháng gì không? Có. Được bao tiền chị? 405. 405 ngàn. Chị có dùng số điện thoại không? Không dùng điện thoại. Nếu mà cô bác và một anh chị muốn ủng hộ giúp đỡ chị làm nào? Điện chung, điện vô ở chung á. Tức là ở đại lý vé số đúng không? À. Không có đại lý mà hùng lại ở trong xóm á, vô ở. Xóm là xóm chỗ nào? Ở chung cùng quê á. Nhưng mà ý là địa chỉ đấy nó ở đâu? À, tên Phú Thịnh. Ở đâu? Ở thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành. Không. Ở đây này, ở Sài Gòn này này. Cao Đạt, 70 Cao Đạt. 70 Cao Đạt. 170. 170 Cao Đạt. Là nhà mặt tiền luôn à? Không, nhà xẹt 2. 170 xẹt 2 Cao Đạt. Còn chị nói là chị tên gì nhỉ? Phan Thị Quý. Phan Thị Quý. À, rồi. Bây giờ hôm nay giúp đỡ chị xíu được không? Quá là mừng lắm. À thế à? Mừng nhá. Rồi, chờ em xíu nha. Đây bây giờ chị đếm cái số đấy, chị nói là còn bao nhiêu tờ vé số. Chị đếm giúp em xem còn bao nhiêu tờ. Em có cây sầu riêng bắt đầu nổi mầm lên rồi, bắt đầu nó cắm chân rồi. Cây sầu riêng á giờ trên chậu để 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mập lắm cá không? Trứng cá đồ trứng cá. Đạt 9, 40, 41 tờ. Vậy là còn bao nhiêu tờ chị? 41. 41 tờ là bao nhiêu tiền? 401. 401 đúng không? Bây giờ lấy hết bỏ lên bàn này cho em một. Bây giờ tặng chị một tờ này. Giờ chị một tờ chị giữ lại đi để coi lỡ đâu trúng thì sao? Rồi chị lấy một tờ nào mà cảm thấy chị thích nhất. Nếu mà chúng đặc biệt thì sao? Chúng đặc biệt có nghỉ vé số không? Nghỉ. Nghỉ làm gì? 100 triệu là chị cũng nghỉ. 100 triệu nghỉ làm gì? Chị về quê chị mua bán, chị làm một cái sạp vậy. Dạ. Chị ngồi nha, chị bán chị. Mỗi tháng lời 3 triệu, mỗi tháng dư ra 3 triệu mà làm 7 năm rồi.
Một năm là 36 triệu, 37, 21 là 210 triệu rồi, sao lại không làm nữa? Không có dư, đi về vậy cái uống thuốc rồi cha mẹ đòi hết là cứ cấp mẹ tháng triệu, không có dư. Rồi chị lấy một tờ đi rồi còn đây chị đưa cho em nốt cái số đấy. Đây là mua, đây là 41 tờ đúng không, mà tặng chị một tờ đúng không? Rồi thì hôm nay em dùng cái số tiền đầu tiên là 500 ngàn này là của cô Minh ở Canada. Cô bảo gặp những người hoàn cảnh khó khăn thì mua giúp vé số. Thì hôm nay giúp chị một ngày cho chị về sớm. Vậy là đây là còn dư bao nhiêu tiền? 100. Rồi, dư 100 đúng không? Thì tặng chị 100 luôn cái số tiền này của Minh ở Canada. Cảm ơn. Rồi, chị về chị cảm ơn cô Minh Canada trước đi. Cảm ơn cô Minh Canada giúp giùm em. Vâng. Rồi bây giờ số tiền này đây 1 triệu nữa này. Đây của bác KT. Bác có gửi em để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì giờ thấy chị cũng đi cái chân đi có vẻ khó khăn quá rồi, biếu chị 1 triệu chị xài được không? Rồi bây giờ chị biếu cảm ơn bác KT đây. Cảm ơn bác K và chữ T, chữ K chữ T. Cảm ơn bác KT ở Canada. Không, bác KT đã giúp giúp cho con. Rồi. Rồi thì bây giờ cô về hay sao? Bây giờ hôm nay về nghỉ sớm nhá. Về nghỉ sớm nhá. Rồi về đi. Cô về đi. Cảm ơn. Rồi về đi ạ. Cái chân này có duỗi ra được không? Cái chân đây ngay được. Cô kéo nó chân lên thôi đó. Còn cái đây là sao? Sao đâu? Cái này là cho cái lót này nó phồng rồi nó cá hết à. Nó phồng nó phồng sao? Phồng hết rồi thành mang đi. Mang cái đôi giày lót đủ. Phồng. Rồi, cái chân này là chỗ này cởi. Đi nó nghiêng này này. Đi nó nghiêng thế. À. Đi nó nghiêng nó lết lên chỗ này chai đúng không? Phải lót. Phải lót. À. Chân này là bằng không. Chân đó là sao? Công. Rồi cái chân hình như là còn nhỏ hơn cái tay của em quá. Còn cái này chị cởi tất mang vớ ra xem nó sao. Cái này là không có phòng. Còn lớn. Dạ. Vậy ạ. Nó không có biết cái gì là cần đó. Cái này cấu và cảm giác có đau không? Đau. Đau. Không biết đau nhất mà đều là không có đây giờ. Vâng. Quả đau còn làm gì đó. Dạ. Ngồi biết cái xe nó cũng nhấc. Vâng. Rồi, thôi cô chị mang vớ rồi đi về nghỉ cho sớm đi. Thế hồi nãy em còn thấy chị không bán được, chị quơ chị luồn qua đùi làm gì đó? Bán ê quá, bán không được. Bán không được thì sao mà mình luồn qua đùi mình làm phép à? Phép nhớ cho nó bớt cái nặng vía. À có người ta nặng vía. Ờ. Thế à? Sáng đi miết bán nhưng mà không có bán được. À. Không bán được là coi như là hơ vé số xong rồi dí vào đùi rồi bán à? Để vứt xuống đất. À. Đâu phải thế đâu, bây giờ chị phải mời người ta cho nó đoàn hoàng thực tế. Mời miếng, mời bán được. Không kệ, bây giờ mình cứ phải mời người ta thì người ta mới mua chứ mình làm phép đấy đâu, tác dụng gì đâu. Em thấy chị quay đến chục vòng xong chị dí vào đùi xong rồi chị lại vứt xuống sàn đấy. Cái đấy không có tác dụng đâu. Đừng làm thế. Cứ mời người ta vui vẻ cười nói à, người ta mua. Rồi thôi chị đi về đi chị. Cái xe đấy là của chị là ai cho? Mua lại xe cũ triệu 2. Triệu 2, mua lại xe cũ. À. Xe mới là 3 triệu. Vâng. Cái dép là mình cũng phải buộc vào đúng không? Không nó rớt đúng không? Đôi giày này là mua là nó dày nè. Mua là nó dày rồi được. Bây giờ tự chế vô. Chế thêm cái này vô để cho nó đỡ bị cả vào chân đúng không? À. Dạ, mua keo voi á. Keo con voi dính vô. À đâu cái mặt bên sau đâu. Rồi đây. Ở bên sau là dính cái này vô. Cho nó đỡ đau chân đúng không? À rồi rồi. Vậy là đồ nghề cũng ghê gớm phết đấy chứ nhỉ? Hiện đại phết đấy. Tự lo. Con đôi giày là người ta bán giày.
Dạ. Vâng. Vâng. Lớp chân con là đau lắm. Đau lắm á. Thế ngoài ra còn có tài năng làm cái việc khác thì ông bây giờ hát hò hay là giờ chỉ có mua bán là được. Buôn bán là được. Tưởng chị biết hát thì em giới thiệu chị đi thi thách thức danh hài. Không được. Không là làm ca sĩ không được à? Thế múa miếc gì được không? Không. Chị... Dở lắm. À, múa hát là không chịu rồi. À. Giờ chỉ có muốn một ít vốn để mua bán thôi. Vâng. Thế còn bây giờ giới thiệu để cưới chồng chịu không? Không. Sao không? Không. Giờ già rồi. Già thì vẫn trẻ mà. Trẻ. Thấy da rẻ vẫn còn đẹp lắm. Thôi chị đi về đi, chị về sớm đi chị. Hỏi là chị có cần cái xe để ngồi để cái miếng ván để đẩy đẩy đi bán không? Ngồi không được. Tại sao? Làm rồi. Làm rồi mà. Ngồi lên cái cứ nó hỏng nó muốn té. Hỏng nó muốn té à? Vâng. Không có dịnh được á. Dạ dạ. Vâng. Thôi chị đi đi chị. Vâng. Đó. Giờ chị đi về đó các bạn. Leo lên xe, coi thử chị leo lên xe á. Đó, vịn lên. Rồi đu đu cái người lên để đi về. Rồi chị về đi ạ. Đó. Rồi Tuấn Dương cũng xin cảm ơn cô Minh ở Canada và cảm ơn bác KT đã giúp đỡ nhân vật nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong video clip kế tiếp ạ. À.